Thầy chào các em. Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập bài số 12, ước chung lớn nhất. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai, với khẳng định sai hãy sửa lại. Có hai câu A, B. Bây giờ chúng ta giải câu A trước. Tập hợp ước chung của 12 và 24 gồm các số 1, 2, 3, 4, 6, 8 và 12. Thì các em thấy rằng là số 8 này không phải là ước của 12, cho nên nó không thuộc tập hợp ước chung của hai số này. Cho nên câu A sai. Bây giờ sửa lại cho đúng. Chúng ta sửa như thế nào? Có phải là bỏ số 8 đi là nó đúng không? Hay là bỏ số 8 còn thêm các số khác? Thì bây giờ các em thấy này. 12 và 24. Thì 12 là cái ước chung lớn nhất của hai số 12 và 24. Thế thì chúng ta tìm ước của 12. Chính là tập hợp ước chung của 12 và 24. Thì sửa lại như sau. Tập hợp ước chung của 12 và 24 chính là ước của cái ước chung lớn nhất của hai số đó là 12 đấy các em. Ước của 12 thì các em tính rất dễ đúng không nào? 12 chia cho 1 được 12, 12 chia cho 2 thì được 6, 12 chia cho 3 được 4, hết. Sang tập hợp ước chung của 36, 12 và 48. Thì các em thấy 36 với 12, 48 thì có ước chung lớn nhất cũng là 12. Vậy ước của 12 thì là tập hợp ước chung của 3 số này. Câu B. Khẳng định câu B đúng. Là vì ước chung lớn nhất của 3 số này là 12. Nên ước chung của chúng sẽ là ước của 12. Ước của 12 sẽ là số 1, số 2, số 3, số 4, số 6, số 12. Như vậy là chúng ta kết thúc bài thứ nhất. Bây giờ sang bài số 2 là tìm ước chung lớn nhất của các số ở câu A, câu B, câu C và câu D. Bây giờ chúng ta đi giải câu A trước. Các em thấy hai số 16 và số 1 này này. Hai số nguyên tố cùng nhau, cho nên ước chung lớn nhất của hai số này chính là số 1. Trong phần chú ý chúng ta cũng nói điều này thôi nghe. Câu B. Tìm ước chung lớn nhất của 8 và 20. Trước hết chúng ta đi phân tích các số này ra thừa số nguyên tố. Số 8 thì bằng 2 mũ 3, số 20 thì bằng 2 mũ 2 nhân với 5, đúng không? Bây giờ chúng ta chọn thừa số nguyên tố chung là số 2. Chỉ có số 2 thôi, thì chúng ta chọn số 2 với số mũ nhỏ nhất là số 2, mũ 2 đấy các em. Chính là ước chung lớn nhất của 8 và 20. Như vậy thì ta có ước chung lớn nhất của 8 và 20 chính là bằng 2 mũ 2 bằng 4. Bây giờ chúng ta sang câu C. Câu C thì chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta dùng máy tính để chúng ta phân tích hai số này ra thừa số nguyên tố để chúng ta tìm cho nhanh. Các em bật máy tính lên, các em nhấn AC để trở lại chế độ menu 1. Chúng ta sẽ nhập số 84. Các em nhấn vô bằng, các em nhấn Shift Factor, các
em được 2 mũ 2 x 3 x 7. Một trăm năm sau, chúng ta tiếp tục làm như thế. Chúng ta nhận AC xóa bên này, 156. Nhấn bằng, nhấn shift phát, được 2 mũ 2 x 3 x 13. Bây giờ chúng ta chọn thừa số chung là gồm có số 2 và số 3. Chúng ta lập tích các thừa số chung này với số mũ nhỏ nhất. Chúng ta sẽ được tích là 2 mũ 2 nhân 3. Đó chính là ước chung lớn nhất. Với ước chung lớn nhất của 84 và 156 bằng 12. Bây giờ chúng ta sang câu D. Câu D thì trước hết chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố. 16 thì bằng 2 mũ 4. 40 là bằng 8 nhân 5, 8 thì bằng 2 mũ 3. Vậy 40 sẽ bằng là 2 mũ 3 nhân 5. Chỉ còn 176 này chúng ta dùng máy tính để chúng ta phân tích cho nó dễ. 176 nhân bằng nhân shift phát thì ta được 2 mũ 4 nhân với 11. Chọn thừa số chung là chỉ có số 2 thôi các em. Thế thì khi đó, ước chung lớn nhất là ứng với 2 mũ, với số mũ nhỏ nhất là 2 mũ 3. Vậy ước chung lớn nhất của 3 số này là 2 mũ 3 bằng 8. Chúng ta kết thúc bài số 2, tìm ước chung lớn nhất bằng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố. Bài số 3, câu A là ta có ước chung lớn nhất của 18 và 30 là 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nếu nhận xét về tập hợp ước chung của 18 và 30 và tập hợp A, như vậy là nó liên quan đến cái bài vừa rồi chúng ta giải được em. Thì bây giờ chúng ta giải câu A trước. Trước hết ta thấy là tập hợp A là ước của 6, gồm có số 1, số 2, số 3, số 6. Ước chung lớn nhất của 18, 30 là 6. Thì ước của 6 này này là tập hợp ước chung của 18 và 30. Hay nói cách khác là ước chung của 18 và 30 chính là tập hợp ước của 6 được. Vì người ta cho ước chung lớn nhất là 6 rồi, cho nên chúng ta tìm ngay. Vậy chúng ta nhận xét tập hợp A là tập hợp ước của 6. Tập hợp A cũng là tập hợp chung của 18 và 30. Như vậy là muốn tìm ước chung của 18 và 30 thì trước hết chúng ta sẽ tìm ước chung lớn nhất của 18 và 30 là 6. Sau đó chúng ta đi tìm ước của 6 thì chúng ta được ước chung của 18 và 30. Thì bây giờ sang bài từ sang câu B thì tổng quát hơn 1 tỷ. Cho hai số A và B để tìm tập hợp ước chung của AB thì ta có thể tìm tập hợp ước của cái ước chung lớn nhất của AB. Thì bây giờ chúng ta vận dụng để chúng ta tìm tập hợp ước chung của các số ở câu Y, câu 2Y và câu 3Y. Bây giờ câu Y. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố. 24 thì bằng 2 mũ 3 nhân 13 là bằng 8 nhân 3 đấy các em. 30 thì bằng 6 nhân 5, 6 thì bằng 2 nhân 3. Vậy kiểu là bằng 2 nhân 3 nhân 5. Thừa số nguyên tố chung là chỉ có số 2 và số 3. Chúng ta lập tích các cái thừa số này với số mũ nhỏ nhất thì kết quả bằng là 2 nhân 3 bằng 6. Vậy ước chung lớn nhất của hai số 24 và 30 chính là bằng 6. Bây giờ chúng ta tìm tập hợp ước của 6 chính là tập hợp ước chung của hai số. Vậy tập hợp
ước chung của hai số 24 và 30 chính là tập hợp ước của 6. Mà ước của 6 thì chúng ta biết tập hợp này gồm có 1, 2, 3 và 6. Sang câu 2y. 42 chúng ta thấy rằng là 6, 7, 42, 6 thì bằng 2 x 3. Vậy ta phân tích là 2 x 3 x 7. 98, các em để ý cho 98 là bằng 2 lần của 49. Mà 2 lần của 49, mà 49 thì bằng 7 x 7. Vậy chúng ta nhầm chỗ này cũng được. Thì bằng 2 x 7 bình phương. Thừa số chung của hai số này là số 2 và số 7. Chúng ta chọn tích các cái thừa số chung với số mũ nhỏ nhất là 2 nhân với 7 là bằng 14. Vậy ước chung lớn nhất của hai số 42 và 98 chính là 14. Thế thì ước chung của hai số này chính là tập hợp ước của 14. Mà ước của 14 thì gồm các số nào các em? 14 chia cho 1 được 14, 14 chia cho 2 được 7 hết. Bây giờ sang câu 3y. 180 ta phân tích thành 2 mũ 2 nhân 3 bình phương nhân 5. Chỗ này chúng ta sử dụng máy tính nhé các em. Thầy nhập lại để các em thấy. Thì các em nhập 180 bằng shift factor. Các em thấy 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 15. Bây giờ chúng ta nhập tiếp số 234 luôn. Chúng ta nhận AC 234. Các em kiểm tra trên màn hình cho chính xác. Bằng shift factor. Chúng ta được 2 nhân 3 bình phương nhân 13. 234 bằng 2 nhân 3 bình phương nhân 13. Chúng ta chọn thừa số chung là số 2 và số 3 này. Lập tích của các thừa số nguyên tố chung với số mũ nhỏ nhất thì chúng ta chọn 2 nhân với 3 bình phương. 2 nhân 3 bình phương là 9 nhân 2 là 18. Vậy ước chung lớn nhất của hai số này là 18. Vậy thì từ đây ước chung của hai số này là ước của 18. Ước chung của 180 và 232 là bằng ước của 18. Ước 18 thì chúng ta tìm được 18 chia cho 1 18, 18 chia cho 2 thì được 9, 18 chia cho 3 được 6 hết. Vậy là chúng ta kết thúc cách tìm ước chung của hai số thông qua tìm ước chung lớn nhất của chúng. Tiếp tục, bài số 4 là rút gọn các phân số. Hôm trước chúng ta biết rằng cách rút gọn phân số là chúng ta tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu. Và chúng ta chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất thì chúng ta được một phân số tối giản. Bây giờ chúng ta giải câu thứ nhất, rút gọn phân số. Đầu tiên chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất của hai số này bằng máy tính. Cách tìm ước chung lớn nhất của hai số này nó khác đến một tí trên máy tính các em. Đầu tiên các em muốn tìm ước chung lớn nhất thì các em nhập này alpha này RCD các em này. Sau đó các em nhập là 28. Các em nhập shift phẩy đây. Các em nhập 42. Các em đồng ngoặc lại, các em nhập bằng là 14. Bây giờ chúng ta chia cả tử và mẫu cho 14 là ước chung lớn nhất. Ta có ước chung lớn nhất của hai số 28 và 42 bằng 14. Bây giờ chúng ta đi rút gọn. 28 phần 42 thì nó sẽ bằng 28 chia 14 phần 42 chia 14. Và kết quả chúng ta được phân số tối giản là 2/3. Tiếp tục các em, bài số 2. Rút gọn phân số 60 và 135. Ta dùng máy tính. Ngắt màn hình. Chúng ta nhấn là alpha RCD. Chúng ta nhập số 60. Vậy shift phải 135. Đóng ngoặc đơn bằng. Các em được ước chung lớn nhất là 15.
ta có ước chung lớn nhất của 16 và 135 bằng 15. Bây giờ chúng ta rút gọn. 60 phần 135, chúng ta chia cả tử và mẫu cho 15, thì chúng ta sẽ được 4/9 là phần số tối giản. Qua là 288 phần 180, tiếp tục. Sẽ dùng sử dụng máy tính. Xóa màn hình. Alpha RCD nhập 288. Phẩy là nhập ship, phẩy đây cả. 180. Đóng ngoặc bằng 36. Ta có ước chung lớn nhất của hai số 288 và 180 là bằng 36. Bây giờ rút gọn. 288 phần 180 chúng ta chia tử vào mẫu cho 36. Thì chúng ta được kết quả là phần số 8/5. Tuy nhiên ở trên máy tính thì có một điều thế này các em này. Các em nhập trên máy tính 288 phần 180 thì nó rút gọn cho các em là 8/5 luôn. Thậm chí là các em biết bấm nữa thì nó sẽ sang hỗn số cho các em. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thực hiện một cái bài toán trong cái chương trình học, đó là liên quan đến ước chung lớn nhất, cho nên các em không được nhập là 288 phần 180 để bằng 5, bằng 8/5, thì như vậy là không đạt yêu cầu. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập tiếp theo, đây là bài tập cuối cùng các em, bài số 5. Chị Lan có 3 đoạn dây xi băng màu khác nhau với độ dài lần lượt là 140, 168 và 210 cm. Chị muốn cắt cả 3 đoạn dây đỏ thành những đoạn dây ngắn hơn có cùng chiều dài để làm nơ trang trí mà không bị thừa ri băng. Tính đôi dài lớn nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra. Đôi dài của một đoạn dây ngắn là một số tự nhiên với đơn vị là cm. Khi đó chị Lan có được bao nhiêu đoạn dây ri băng ngắn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tìm cái đôi dài lớn nhất của đoạn dây mà cái 3 đoạn trên đều chưa hết. Thì như vậy các em nhớ đến số nào? Các em nhớ đến ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất là cái số tự nhiên lớn nhất. Mà nếu nói về đôi dài thì cái đôi dài cái của cái đoạn cắt ra là dài nhất. Và khi đó chị Lan sẽ thực hiện một phép cắt không bị thừa ri băng. Dĩ nhiên là không bị thừa và không bị thiếu, tức là vừa đủ được em. Thế thì trước hết các em phải nhận xét một cái bài toán thực tế trở thành một bài toán toán học, đó là tìm ước chung lớn nhất của ba số này. Nhưng mà trước hết tìm ước chung lớn nhất của ba số thì mình phải lập luận thì đôi dài lớn nhất của mỗi sợi dây cắt ra là ước chung lớn nhất. Cách tìm ước chung lớn nhất của ba số các em dùng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố cũng được như dài. Thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện trên máy tính. Các em nhấn A, C để xóa màn hình. Các em muốn tìm ước chung lớn nhất của hai số thì các em sẽ nhập alpha RCD này một lần. Mà của ba số thì các em nhập hai lần, của bốn số các em nhập ba lần. Bây giờ thầy tìm ước chung lớn nhất của ba số thì thầy phải nhập hai lần. Sau đó các em nhập từng số vào, 140, các em nhập phẩy như cũ, alpha, phẩy, nhập tiếp 168, alpha, phẩy, nhập tiếp 210, đóng ngoặc, các em nhân bằng, các em được 14. Như vậy các em thấy trên máy tính thực hành, thực hiện giúp cho các em rất là nhanh. Như vậy chúng ta tìm xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ trả lời ý tiếp theo là có bao nhiêu cái đoạn dây ri băng đó. Thì các em lấy 140, các em chia cho 14, các em được 10 đoạn này. Đoạn thứ hai là các em lấy 168 chia cho 14. Như vậy các em được 12 đoạn. Các em lấy 110 chia cho 14. Các em được 15 đoạn. Như vậy 10 cộng 12 cộng 15
là 37 đoạn thì chúng ta thực hiện chúng luôn. Bây giờ chúng ta nói ý thứ nhất về độ dài lớn nhất của mỗi đoạn dây sau khi cắt là 11. Và số đoạn dây bằng 140 chia 14 cộng 168 chia 14 cộng 210 chia 14, các em được là con số là 37 đoạn. Vậy cuối cùng chúng ta trả lời là về chị Lan có 37 đoạn dây suy bằng ngắn. Như vậy chị Lan cắt 3 cái dây suy bằng thành những cái đoạn dài nhất mà không bị dư. Và cái bài toán này liên quan đến bài toán là tìm ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất, trước hết các em hiểu đó là số lớn nhất mà các số đó chia hết. Cho nên là bài toán thực tế là như vậy. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc. Video kế tiếp chúng ta sang bài 13, bổ chung nhỏ nhất. Các em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và giới thiệu các bạn cùng học. Thầy rất cảm ơn các em, bởi vì sự ủng hộ các em là một cái nguồn động viên lớn để thầy tiếp tục ra những video giúp các em học tốt các môn. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.